lúc nào con thấy buồn hôn buồn phê. Mệt lắm hả con? Có buồn không? Mày ơi, nó là lì xì. Bây giờ phải lì xì. Lì xì. Lì xì hơn nha. Bắt đầu từ đâu? Dạ. Ha, là con hả? Xinh đẹp nè, bà lì xì con. Đứa nào nữa, đứa nào? Ở đến đây đi bà, đây 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 bà, đây bà. Đứa nào nữa? Con mập nhất. À, con này, ập nhất, ập nhất. Lì xì cuối cùng. Mày còn sức, mày còn sức. Bên này đó, yếu lắm, dạ, gầy. Nói vậy chứ cưng lắm. Cảm ơn bà. Cực quá, nó nhảy múa đi vậy bà. Đây nè bà. Bà ơi, còn đứa con nữa bà ơi. Nha. Bà. Đó rồi, bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà ơi, dạ, con ốm lắm, con ốm lắm, bà phải ưu tiên lì xì cho con. Ôi, sao đâu dạ, vậy? Con, đây, đây, thôi, nè, lì xì. Rồi, lì xì xong rồi, đi, nè, nè, mấy đứa chạy xong lì xì đi hết. Bà ơi, khoan, khoan. Con nữa hả? Con hai cái, con hai cái. Từ, 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 chờ sang năm. Dạ, ôi, sao? Con đang có cái gì mà cho hai cái, hai chục cái cũng được. Bà ơi, bây giờ thì nhân cái thềm năm mới này, tụi con cũng nhận lì xì, nhưng mà nguyên đám kia nó bỏ chạy rồi, thì bây giờ con cử em gì? Con với con mỗi người gửi cái lời chúc cho bà với lại cho chị để mà chúng ta thấy được một năm mới thật là may mắn bà nha. Rồi bây giờ em gửi lời chúc đến bà đi. Dạ. Em sẽ gửi lời chúc con chị. Nhận được bao lì xì của ngoại Phi Điểu gửi cho con. Con xin được chúc cho ngoại có thật nhiều sức khỏe và ngoại luôn luôn là gọi là vui tươi để có thể sống cùng với gia đình và những người thân thương của mình hoài luôn. Con cũng hy vọng là cứ mỗi năm nào cái lại được nhận lì xì của bà và mỗi một năm thì lì xì của mình nó sẽ dày hơn so với năm trước. Tấm lòng nha con, tấm lòng tấm lòng đúng không ạ? Lấy hơn, lấy hơn, lấy hơn. Dạ. Dạ. Con nói vậy thôi chứ con vui mà, con cảm ơn bà. Đúng rồi, cái lì xì đó là cái lọc mình cảm thấy vui thôi bà. Chứ mấy người mà đòi hỏi thì năm sau bà đừng có lì xì nữa bà. Không, lì xì mà cho. Dạ, bà đừng có lì xì nữa. Dạ, không, con nói vậy thôi chứ thực ra bà lì xì bao nhiêu con cũng nhận bà nha. Vui. Quan trọng là con phải chúc cái chị này nè. Dạ, em chúc chị ngày càng xinh đẹp, thành công, luôn luôn hạnh phúc. Và quan trọng hơn hết là năm nào tụi em cũng lại được nhận lì xì trong mỗi show của chị. Dạ, dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, lời chúc của em cũng y chang ảnh. Dạ, mừng lắm. Dạ. Sẵn ở đây thì con chúc cho ngoại. Ngoại ơi con về đó. Con chúc cho ngoại sức khỏe lúc nào cũng là rất là dồi dào. Ngoại luôn vui vẻ nè, luôn thoải mái trong cuộc sống. Và ngoại sẽ có thêm được nhiều sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật, cho rất là nhiều thế hệ sau này cần học hỏi theo ngoại. Cảm ơn ngoại chị nhiều. Thế còn khán giả thì sao chị Ly? Nãy giờ khán giả đang theo dõi mình cũng đang muốn nhận cái lì xì lời chúc của chị nè. Vâng, ở trước cái thềm năm mới thì Cẩm Ly cũng lúc nào cũng gửi lời chúc đến quý vị khán giả của mình là được thật thật là nhiều sức khỏe. Bởi vì có sức khỏe thì làm cái gì cũng được hết. Và những cái kia là những cái phía sau. Cho nên là chúc là thật nhiều sức khỏe, là nhiều niềm vui nè, hạnh phúc, những cái may mắn, những thành đạt trong cuộc sống. Và hy vọng rằng năm sau là một cái năm là nó sẽ sáng lạng hơn rất là nhiều. Và tất cả chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống một cách bình thường. Và công việc làm ăn tất cả mọi điều đều tốt đẹp và phát triển hơn nữa. Dạ, tuyệt vời, cảm ơn chị rất là nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn ngoại, cảm ơn chị Cẩm Ly. Ngoại cũng tuân theo cái lời chúc sức khỏe với bà con. Ngoại cũng đồng ý như vậy đó. Thôi ta biết rồi, đừng gieo chi thương nhớ, đừng mong sung cành lá khi đó là nhỏ tôi. Thương hay quên với nhớ, em hứa hoài ngày mai. Nhưng sau chiều nay phố buồn buồn hơn chiều, cho đau lòng tôi cơn bão đến. Cùng mưa sâu thương hoa bằng lăng trôi dạt về nơi đâu. Nắng xuân đã về trên khắp đất quê, mùi mùa xuân rồi con xa cố hương. Mẹ ơi chúng đây nỗi buồn nào dư,
rồi, mùa xuân tuyết rơi mềm.